Xin chào các bạn, cùng trở lại với khóa chào script cơ bản tại F8 và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai phương thức là map và reduce khi làm việc với array các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương thức map trước. Các bạn sẽ sử dụng cái phương thức map này khi mà các bạn muốn chỉnh sửa hay uh, thay đổi những cái element của một array nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một bài toán luôn. Sau đó là mình sẽ giải thích tường tận cho các bạn trong cái quá trình làm cái uh, giải quyết cái bài toán này. Bây giờ mình muốn thay đổi tất cả những cái tên của tất cả những cái phần tử ở trong khóa học này là trước cái tên hiện tại của nó ví dụ như là JavaScript hoặc là HTML và CSS đây thì mình mong muốn ở bên trước tên của nó có một cái chữ là khóa học hai chấm như thế này được chưa trên tất cả các tên luôn và trên tất cả những cái element mình sẽ mong muốn bổ sung một cái trường một cái key là coi tag đó thì cái coi này của chúng ta sẽ có một cái giá trị là giá hai chấm và với cái giá ở trên cái key là coi ở bên trên này Ví dụ như thằng này thì sẽ là giá không, còn thằng này sẽ phải là giá một nhé, bởi vì cái biến coi ở bên trên của nó là một, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng thằng map vào để giải quyết cái bài toán này và trong quá trình thực hành uh, chút nữa thôi, mình sẽ giải thích tường tận cho các bạn hiểu luôn cái nguyên lý hoạt động của thằng map này nhé. Bây giờ mình sẽ đi tạo ra một cái biến, đặt tên cho nó là new causes, đây chính là cái uh, biến mà mình mong muốn nhận về một cái array và có cái sự thay đổi ở Name và tạo ra cái trường mới là co như mình vừa nói mình sẽ sử dụng cái thằng ở đây mình sẽ gắn cho thằng new cursor này bằng thằng cursor gọi từ cái phương thức là map được chưa đó thì bởi vì nói là phương thức thì các bạn phải biết ngay rằng là à phương thức nó là một function đúng không và nó là một cái à, phương thức của một đối tượng thì chúng ta sẽ phải làm sao đây từ thằng array này nó cũng chính là một đối tượng đúng không thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm để gọi tới phương thức này và cái phương thức map này nó sẽ trả là vậy nó sẽ return về cho chúng ta một cái mảng mới ở bên này Đấy ạ? Cái mảng mới này nó sẽ có số lượng phần, phần tử bằng đúng với cái số lượng phần tử có giá trị của cái thằng mảng cũ. Ở đây cái mảng cũ của chúng ta là concert. Thì cái mảng mới này của chúng ta ấy sẽ có số lượng phần tử bằng cái số lượng phần tử có giá trị của cái thằng concert này các bạn nhá. Ví dụ như ở đây chúng ta có 7 cái element đó, từ bên trên từ id1 đến id7. Thì uh, chắc chắn là cái ông này ông sẽ nhận được uh, uh, 7 cái element các bạn nhá nhưng bảy cái element đó có giá trị như thế nào thì chúng ta lại không biết trước được tùy chúng ta thôi các bạn chút nữa các bạn trả về giá trị gì thì nó sẽ là giá trị đó nó có thể là giống nguyên như cũ này hoặc là nó có thể khác các bạn nhé à, tiếp theo khi sử dụng thằng map này thì nó sẽ cần có một cái đối số truyền vào giữa cái cặp đơn này và cái đối số này phải là một function các bạn nhé giả dụ chúng ta không truyền đấy thì sẽ bị lỗi mình refresh để các bạn cùng nhìn đó nó báo là undefined à, đây này undefined not a function thế này thì có nghĩa là như này ở bên trong cái thằng map này này, nó đang thực hiện một cái vòng lọc Nó lọc qua từng cái phần tử của chúng ta, từng cái phần tử của cái mảng của chúng ta được chưa Và mỗi khi nó lọc qua một phần tử ấy, nó sẽ call lại một cái function, tức là nó sẽ gọi lại một cái function Để nó thực thi, nó tạo ra cái sự thay đổi của chúng ta Thì cái function đó phải được truyền qua đây Bây giờ chúng ta đã không truyền cái gì cả, thế nên là nó sẽ hiểu là undefined nên nó mới báo cái dòng chữ là undefined in order function Nó đang bảo là cái undefined không phải là một function Nên nó không chạy được các bạn nhé Ở trong cái hàm này này Tức là mình giải thích ở trong cái hàm map này này Mình chắc chắn với các bạn nó đang gọi như thế này này Nó đang gọi là undefined mở ngoặc ngay này này Đó, thế nên là nó bị lỗi Thế này mình comment lại để các bạn nhìn nhé Mình refresh này đó chúng ta đang nhận được lại một cái thay rốt tương tự đúng không nó báo là undefined in order function đó thì có nghĩa là trong cái thằng map này đang gọi lại một cái hư vô ở đây thế nên là nó hiểu là undefined và nó gây lỗi nên bây giờ việc của chúng ta là cần phải truyền vào một, một cái function ở trong này đó thì bây giờ refresh này không lỗi nữa bởi vì sao nó nhận được cái đối số là function này nó đang chạy Thế nên là nó không bị lỗi nữa các bạn nhé thì cái function này các bạn có thể viết ở bên uh, trực tiếp vào bên trong như này hoặc là các bạn có thể viết ra bên ngoài cũng được viết dạng uh, là expression function cũng được ví dụ như ở đây là uh, name hoặc là để để là cost uh, handler đi tức là xử lý cost đấy đó bằng cái function như này cũng được hoặc là các bạn để nó là function như thế này là expression function cũng được uh, và decoration function cũng được được chưa đó thì bây giờ ấy các bạn đưa cái function nó vào đây là được đó nó cũng không khác gì với cái việc mà vừa nãy các bạn viết hẳn ở đây là function đúng không không khác gì bởi vì bản chất nó vẫn là một function thôi được chưa ok thì bây giờ ấy, uh, thằng map này nó sẽ Duyệt qua từng cái phần tử của cái mảng này. Và mỗi khi nó duyệt qua tới phần tử nào thì nó sẽ call lại, tức là nó gọi lại cái function mà chúng ta đã truyền đã truyền ở qua cái bước này này, truyền qua cái uh, tham số đôi số của thằng mép này các bạn nhá. Thì bây giờ mình lấy cái ví dụ như này. Nó sẽ gọi, nó sẽ chạy qua cái ông thứ nhất này. Và nó dùng cái element này, nó lấy luôn cái element này nó gọi ngược lại cái function mà chúng ta truyền vào đây. Được chưa? Thế nên là chúng ta sẽ nhận được một cái tham số ở đây Các bạn đặt tên là gì cũng được là cost Thì trong cái trường hợp đầu tiên nó sẽ là cái phần tử đầu tiên nhé đây không cần cái dấu chấm than này à, Không cần còn dấu chấm phải Mình sẽ in ra để các bạn xem này Refresh Đó chúng ta nhận được 7 cái element Tương đương với 7 cái element của cái array Cost này các bạn nhé Thì để mình giải thích lại thật kỹ này Lần thứ nhất nó chạy qua cái ông này Nó duyệt qua, nó lọc qua Nó lấy cái phần này, lấy cái thằng này được chưa ạ? Và nó gọi ngược lại cái function mà chúng ta truyền vào cho nó nó Nên là chúng ta mới nhận được cái cost này Được chưa? Và sau đó là nó lại tương tự như vậy lặp cho đến hết cái array của chúng ta Thế nên là nó lần lượt trả về tất cả Được chưa? Ok, thì đó là cái bước thứ nhất các bạn cần hiểu nhé Bên trong nó là một cái vòng lặp kiểu như vậy Nó giống thằng filter thôi, được chưa? À, nó giống cái thằng bên trên này Nguyên tắc của tất cả những thằng này đều vậy Đều for each này, every, sum và file, filter Thì bên trong nó đều lặp qua như vậy Thế nên là bây giờ đến bước này mình mới giải thích để các bạn hiểu rõ hơn đấy. Thì cái thằng mép này này nó sẽ nhận về một cái array. Nó sẽ trả về một cái array ở bên này. Mình sẽ console log để các bạn cùng nhìn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái console log này đi để cho nó khỏi bị bay toán loạn là khó nhìn. Refresh. Các bạn đã nhận được lại một cái array mới của thằng new cursor này và nó gồm 7 phần tử bằng đúng với cái số lượng phần tử có giá trị của thằng này đúng không? Là 7 phần tử. Nhưng tuy nhiên thì các bạn lại đang nhìn thấy nó đều là undefined Tất cả 7 element đều là undefined Thì lý do đơn giản thôi Cái thằng function này các bạn truyền vào cho thằng map này Trả về cái gì Thì nó lấy cái đó để nó làm cái element Được chưa Lần thứ nhất nó chạy qua cái phần tử thứ nhất Đây lần thứ nhất thì nó sẽ duyệt qua cái phần tử thứ nhất này Và nó trả về cái biến ở đây chúng ta nhận được là cursor Và cái function thứ nhất này nó return lại cái gì Thì cái vị trí đầu tiên này sẽ nhận được cái đó được chưa? Thì bây giờ ví dụ như bây giờ nha mình lại return lại chính cái cost này. Refresh thì cái mảng mới này nó sẽ không khác gì mảng cũ cả. Đó các bạn thấy không? Nó return lại. Đó, nhưng giả dụ bây giờ mình lại return lại một cái giá trị bất kỳ đi, 123 refresh. À thì tất cả những ông này đều là 123. À các bạn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Tức là đại loại là cái function này nó return lại cái gì? Thì cái vị trí của element đó ở trong cái mảng ở trong cái mảng mới nó sẽ nhận được cái đó, được chưa? Và bây giờ chúng ta đi giải quyết cái bài toán của chúng ta thì nó quá đơn giản rồi. Đúng không? Các bạn nhớ không? Đi sửa cái name này có chữ khóa học đằng trước và thêm một cái thằng là coi đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ return lại một cái object. Các bạn giữ nguyên tất cả những cái trường là ID này thì giữ nguyên thì sẽ bằng cost.id. Cái trường name thì sẽ phải khác, trường name thì chúng ta phải sửa theo cái yêu cầu là khóa học đúng không? Đó. Đây, và cost.name, được chưa? Cái name này là cái name cũ này. Và cái nêm mới của chúng ta sẽ được uh, nối tự thêm cái chữ khóa học hai chấm nối với cái nêm cũ Đúng yêu cầu bài toán bắt đầu đặt ra chưa uh, Bắt đầu cái trường COIN này COIN này thì giữ nguyên vẫn là COST COIN được chưa Nhưng chúng ta cần thêm một cái trường là coi TAG Thì sẽ bằng cái gì Đấy bằng cái chữ là giá hai chấm COST chấm COIN TAG À chấm COIN thôi Rồi mình refresh này Đây các bạn sẽ nhìn thấy Đó chúng ta giải quyết được cái bài toán mình nói lúc ban đầu ấy Rất là đơn giản đúng không thì ống map này ông hoạt động như vậy thôi Cứ ông này return lại cái gì thì chúng ta uh, nhận cái đó ừ, Ngoài ra thì cái khi nó gọi lại cái function này ấy, Nó còn truyền thêm một cái uh, tham số thứ hai nữa Chúng ta sẽ nhận được được gọi là index là cái key các bạn nhé uh, Cái key tương ứng khi nó lọc qua thôi Thì bây giờ mình uh, có thể đưa vào đây luôn Ví dụ như là index Refresh Các bạn sẽ nhận được cái index thì thực ra nó là cái thằng thứ nhất đây này chính là thằng này này Không như này Thì sẽ có cái index là không được chưa đó, nó cái này đơn giản rồi. Đó, index 4 thì được đây, index là 4 đó. Thì bây giờ ấy nó lại còn trả về thêm một cái tham số thứ ba nữa cơ. Thì thằng này nó là cái origin array của chúng ta. Tức là nó chính là cái array mà các bạn sử dụng cái phương thức map này này. Đây, mình có thể lại ném nó vào trong này cho các bạn nhìn. Refresh. Mở ra này, mở ra này. Đây, thằng origin array này. Đó, nó lại là array gốc của chúng ta, được chưa? thì thực ra là nó trả về uh, trong này ấy, cho cái trường hợp mà các bạn lại muốn uh, sử dụng cái thằng này để làm một cái điều gì đó, tính toán hay là làm gì đó mà cần thôi thì các bạn lấy ra. Còn không thì các bạn có thể gọi thẳng cái coser này bên ngoài cũng vậy. Đây này, các bạn đưa thằng origin array vào đây, không cần dùng ông này. Các bạn vẫn sẽ nhìn thấy đây này, vẫn sẽ nhìn thấy nó trả về như vậy. Đó. Thế nên là vì lý do này nên cái tham số thứ ba của thằng map này ít khi được dùng nó thường sử dụng hai tham số là cost à, tức là cái tham số thứ nhất là cái item của cái array và index thôi các bạn nhé ok rồi thì bây giờ bắt đầu mình đưa thêm một cái bài toán tiếp theo để các bạn hiểu hơn này bây giờ mình muốn tách ra một cái mảng mới đây là cái mảng cũ mình muốn lấy ra tất cả những cái tên của khóa học thôi và đưa vào một cái mảng mới chỉ tên thôi thì làm như thế nào ở à, đây thì rất là đơn giản thôi return cost name thôi quá đơn giản luôn đó, refresh. thấy chưa? Các bạn thấy không? Chúng ta nhận được một cái mảng mới đây hoàn toàn này. Còn trong ứng dụng thực tế nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng thằng map này để các bạn render ra cái view ở trên 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 layout website của các bạn ấy. Mình lấy ví dụ như ở con full stack này. Các bạn nhìn thấy cái uh, danh sách khóa học này, nó gồm những cái khóa học nhìn thấy được cái này. Thì bản chất ấy thì tất cả những cái khóa học này này nó cũng được lưu trữ ở cái dạng array như thế này, lưu ở dạng array object như thế này. Nhưng làm thế nào để hiển thị ra được cái giao diện của website bằng cái mã HTML và CSS như thế này thì rất là đơn giản thôi. Bây giờ nha, mình lấy một cái ví dụ nho nhỏ thôi. Mình thay vì mình return lại như thế cái biến này thì mình sẽ return lại một cái mã HTML đi là thẻ gì đấy, thẻ H2 chẳng hạn. Sau đó là mình nối vào đây là name đó, refresh. Các bạn thấy chưa? Chúng ta nhận được một cái mảng gồm toàn thẻ H2 này. Thì bây giờ các bạn biến tất cả những cái này thành một cái string đi. Thì làm như nào? À đây chúng ta có array các bạn có nhờ cái phương thức là join chúng ta đã học rồi đúng không? Khi làm việc với mảng phương thức join để nối Thì bây giờ mình nối nó bằng một cái chuỗi rỗng Thì nó sẽ tạo ra một cái string Được chưa ạ? Mình refresh này Đó Thì từ cái array nó đã trả về một cái string được chưa Và được nối với nhau bởi một cái chuỗi rỗng Thì nên là nó không có gì cả, nó nối liền với nhau Đây mình copy cái này để các bạn cùng nhìn nhé Copy để hẳn vào trong cái file này, nhìn này Đó Nó là mã HTML bình thường mà thế nên là các bạn sẽ dùng cái mã HTML này để sau này các bạn có thể uh, hiển thị ra các bạn nhé thì đây thằng map này nó sẽ sử dụng như vậy các bạn sẽ sử dụng rất nhiều rất nhiều thằng map này để hiển thị ra cái view để cho người dùng nhìn thấy trên website nhé rồi thì đấy là với ông Map còn uh, thứ hai là đến ông Reduce <laughs>